Cái nói em cứ quay bình thường chị không chào nghe Phúc. Không chào vui luôn đi. Nãy nằm bên yến không đau mà khuyên tai đè xuống đau. Không nói. Để chị có thế chị nặng. Kì sợ dự. Tạo dự. Cục mò cục nái như cục trâu. Má nó lì. Bắn não luôn á. Mấy cục nó mổ luôn không chị? Mụn nó ngứa, mụn vị, không phải mụn ăn. Từ để cái hậu cái nặng đi, khi môi chị xong. Nhưng mà đứa mau mỏi rồi, đứa mau mỏi không? Còn quay ổn chứ. Hiền chục cái được mà. Ổn đúng không Hiền? Chục cái bằng ổn mà. Anh Phúc là 6 cái le lưỡi. Phúc 7 cái chưa hả? Rồi đúng không? Phúc không, không, không cách luôn á. Là liên tục luôn. Dễ sợ nè. Giờ còn có nhiều người quay còn thay nhau chứ. Sao đủ giờ đi nặng bé nên cái này cái thứ ba hay là
Mới cái thứ ba thôi à. Xuống đi. Còn câu này á. Ai gọi em kìa? Người yêu gọi kìa. Có vẻ không quan tâm luôn. Trừ là tôi tập trung nằm ngủ rồi. Tốt. Mẹ ngủ rồi. Họ phải chị bé buổi học ra đúng không? Đúng rồi đó. Nằm giường đó luôn đó. Ừ, cái giường mình kia. Nhớ là giường mình kia. Mụn ăn bé ú thiệt chứ. Ăn bao nhiêu nuôi mụn thì răng. Ừ. Nó không lên cân. Nó lên mụn. Nuôi mụn tốt được. Nuôi đi cái tháng đi lần là đúng quay video luôn á. Chứ em nuôi cho chị quay răng ấy. Đấy đúng không? Giờ trời mưa cái nhát đi. Ừ. Nó hôn thì ở nhà nhát đi. Lười biếng. Mụn thì ta nói là dưới cái cổ hay nhiều. Lên xã, nhìn xã ăn mới đi nha. Thế mà còn xã, xã không đi. Xã để tới Tết. Ăn thứ đó. Để cả năm luôn. Như cái năm mặt em giống như mặt trận luôn em nè. Chủng hơn mấy bữa rồi đó. Sụp sụp ngón tay ngón. Về thì mụn cũng gần gần như cái mụn câu này. Một lần một câu này. Câu này nè. Một lần câu nó lâu năm hơn. Mụn nó ít vàng hơn. Mụn nó lâu năm rồi.
trò xí ấy á. Chắc hiền được rồi. Nhanh được.